Xin kính chào tất cả các bạn thân mến. Hôm nay mình sẽ làm một cái chậu có dạng hình ống cho các bạn cùng xem. Sau khi chúng ta quay được cái lồng cát như vậy, chúng ta sẽ sử dụng hồ 2,5, tức là dùng một xi măng cộng với 2,5 cát và nước. Chúng ta quậy đều 6 hồ cho đều, cho vừa lỏng, sao cho múc chế được. Chúng ta chế hồ ở phần miệng chậu trước, rồi mới dùng bay kéo dần lên. Vì nếu chúng ta đổ quá nhiều hồ ở phần trên, ở phần phía trên sẽ có thể gây sụp lồng cát, rất là mất công làm lại từ đầu. Việc quay lồng cát thì rất là nhiều khó khăn. Chúng ta cứ chế hồ và vuốt bay ngược lên, cứ thế cho đến khi gần như đủ hồ của phần thân chậu.
lúc này còn chưa đẹp, vì còn những cái lỗ chưa có mịn, vì vậy chúng ta tiến hành quay với hồ 2, tức là dùng một mang cộng với hai cát và nước quay ra đều và tổng một sẽ được. Lớp hồ này sẽ phủ kính hết bề mặt của thân chậu. Chúng ta làm cho đến lúc gần như hoàn thiện rồi mới dùng tới lớp hồ dầu chế lên. Hồ dầu tức là xi măng khô cộng với nước, cũng sao cho nó lỏng múc chế được, không quá dẻo. Quá dẻo thì nó sẽ không chảy xuống, không có phủ hết được cái thân chậu. Vậy chúng ta chỉ sử dụng hồ dầu hơi lỏng. Chúng ta có thể chế 3 đến 4 lần hồ dầu như vậy để làm bóng cho cái mặt của cái dạng chậu ống như vậy. Chậu ống cũng khá là khó làm bóng cái bề mặt của nó. Và những cái con dao, cái lưỡi dao quay thì chúng ta nhớ vệ sinh và chà nhám cho lưỡi dao được mịn và nó không có bị sét, không bị rỉ sét thì mới là tạo ra cái bề mặt chậu đẹp được. We'll be right back.
Mình chỉ có vài điều như vậy để chia sẻ với các bạn. Kính chúc các bạn xem phim vui vẻ. Hy vọng các bạn sẽ gặt hái được nhiều điều thú vị khi xem video này. Xin cảm ơn các bạn đã xem phim. Kính chúc các bạn và gia đình luôn hạnh phúc và gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Mình xin tạm biệt các bạn. Xin hẹn gặp lại các bạn ở những video sau này của mình. Tạm biệt các bạn. Olá pessoal, hoje eu vou fazer uma banheira tubular para vocês verem. Depois de virar o leito de areia assim, usamos o lago 2,5, usamos um cimento mais 2,5 areia mais água, mexemos bem, apenas solto. Para que possamos desenhá-lo, prepare a boca da panela primeiro e então construa gradualmente, porque se derramarmos o lago na parte superior, às vezes ele entrará em colapso na areia. Será muito difícil começar de novo, girar o leito de areia é muito difícil. Continuamos a manipular o lago, subimos e assim por diante até quase todo o lago da pelve. O corpo da panela ainda não é bonito, os buracos não são lisos, por isso prosseguimos com o lago 2, um cimento mais 2 areia mais água, este lago cobrirá toda a superfície da panela. Fazemos até quase terminado de usar o novo lago de óleo composto de óleo. O lago de cimento é usado cimento mais água para que o meio, processado, não muito flexível não flua para baixo. Podemos fazer 3 ou 4 vezes para polir a superfície da panela, quando você se lembrar de limpar o lixamento da lâmina para ficar liso e limpo, para tornar a superfície da panela bonita. Desejo que todos se divirtam assistindo a filmes. Espero que colhem muitas coisas interessantes enquanto assistem a este vídeo. Obrigado por assistir o filme. Desejo que você e sua família sempre felizes e bem-sucedidos em sua vida. Eu gostaria de dizer adeus a você, por favor. Nos vejo nos meus futuros vídeos.